chuẩn bị nhá. Để em ôn lại nốt phát. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Này, tông trầm trước nhá. Chậm rồi đấy, em mới học. Bắt đầu. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Anh ơi, thôi lên một tí đi, em không hát chậm được. Cao lên nhá. Đô, rê, mi. Ngọc Huyền. Ôi anh bác à. Thương ngày nắng về. Em đây. Hôm nay. Dạ. Ai? Ai vừa bắt nạt em đúng không? Đâu, ai đâu? Anh vừa nghe. Anh cứ trêu em. Em đang luyện thanh. Ê này. Dạ. Tìm đâu ra hả? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đây này. Đây thấy. Anh biết hát á. Tính anh không muốn khoe. Ngày đấy nhá, người ta cho anh một cái nghệ danh là chàng trai vàng trong làng hiếu hỉ. Ôi, đám cưới đám ma này, dỗ chạp gì là giọng hát của anh hết đấy. Người ta hát ấy, là mình chỉ nghe được những cái gọi là cái giai điệu, những cái từ ngữ nó văn hoa, nó hay đúng không? Nhưng mà khi anh hát thì người ta nghe, người ta biết được là anh quê ở đâu, người ở vùng nào. Thành thế rồi á. Sai. Thế anh thử ngay cho em thị phạm cho nào. Vào nhá. Vào nhá. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, tai dép đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hà Nội cũng được đấy. Chưa đi mô rơi cùng nhớ về Hà Tình, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ sông sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Hà Tây cửa ngõ thủ đô. Hà Nội rồi, về Hà Tây rồi thôi. Ủa, đi may mà rồi. Em cản kịp. Rồi thì em biết là thầy ở đây rồi đấy. Anh dạy em nhá. Mì bò. Mì bò. Hơi tái nặng một tí được được. Mì gà. Đây. Dạ, anh chị hôm nay không đi làm hả? Hôm nay là ngày quốc tế lao động hả? Dạ hả? Dạ thì dạ. Trời ơi. Anh đi đâu đấy? Em buổi đầu đi làm quản gia anh phải đi với em chứ. Dạ thưa lại. Hôm nay là dạ thưa. Thưa anh CEO Nguyên Khang ạ. Đây là bạn Ngọc Huyền. Bạn ấy là lần đầu tiên bạn ấy làm quản gia của khách sạn năm sao đấy ạ. Cô đứng đây đi. Cái chuyện của cô tôi sẽ giải quyết sau. Dạ. Nãy tôi đứng ở ngoài kia. Dạ. Tôi nghe cái gì mà mì bò mì gà. Lúc nãy là bọn em đang nghiên cứu về giọng hát. Bởi vì bọn em nghe nói rằng là ngày hôm nay sẽ là khách mời sẽ là một ca sĩ đúng không? Đúng rồi ca sĩ đúng không? Rồi đúng rồi, công nhận nha. Dạ. Chuyện trong nhà ngoài ngõ anh đều biết hết. Dạ. Bây giờ tôi để cho hai anh chị nè nghe cái giọng hát này thôi. Dạ. Là sẽ đoán xem đó là ai. Ôi con sông quê, con sông quê. Ôi con sông quê, con sông quê. Mời em. Giọng này bố hay nghe. Hả? Bố em hay nghe. Đúng rồi, thế hệ biết thế hệ về trước quá nhỉ, đúng ca không? Ca sĩ ạ. Ca sĩ gì? Anh Thơ. Ngọt ngào đêm mấy cũng tan thành mây. Đây là em đoán là Lương Bích Hữu rồi, chắc chắn luôn. Lương Bích Hữu đúng không? Vâng. Thế thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin được chào đón khách mời nữ ca sĩ Nhật Thủy. Chào em, Nhật Thủy sẽ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, em là Nhật Thủy đây, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân yêu đang theo dõi chương trình Khách Sạn 5 Sao. Xin giới thiệu với Nhật Thủy, đây là quản gia kỳ cựu lâu năm Việt Bắc. Chào anh Bắc. Còn xin được giới thiệu đây là một người mới. Em này thì em Ngọc Huyền. Ngọc Huyền rất là xinh và là diễn viên khá là nổi tiếng. Em rất là thích bạn luôn. Em lại biết chị đến nên là em mới xin buổi hôm nay đến. Em nghe anh. Con bé này nó cái câu cửa miệng của nó rồi, hiểu không? À vậy anh. Nên show nào nó cũng nói. Bây giờ thôi quý vị, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, phần check in của chương trình Khách Sạn 5 Sao.
chùa Cherry Nhật Thủy hay ca sĩ sở hữu 50 cuống họng là những danh xưng mà khán giả nhớ đến khi nhắc tên Nhật Thủy, cô ca sĩ với chất giọng tình cảm, kỹ thuật xử lý tốt. Xứng danh là quán quân của nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín như Việt Nam Idol hay Gương Mặt Thân Quen. Nhớ em mang theo về con tim cô đơn. Bên cạnh việc tham gia các game show giải trí, cô ca sĩ với giọng hát đầy nội lực cũng đã ghi dấu ấn trên con đường âm nhạc của mình với những sản phẩm như Cô Đơn Vì Ai năm 2019, Gật Đầu năm 2023. Ngày hôm nay, hãy cùng chào đón ca sĩ Nhật Thủy đến với khách sạn 5 sao. Quý vị đã cùng quay trở lại với khách sạn 5 sao và đây là phần đầu tiên, phần check in. Không hẹn mà gặp thì hai quản gia của chương trình mặc đồ rất là đẹp đôi, rất là ăn ý với nhau. Fan nha. Cái gợi ý dành cho Bắc ngày hôm nay là một người rất là trẻ đẹp. Dạ. Xinh xắn Nhật Thủy. Dạ. Em cùng với lại Ngọc Huyền sẽ nghĩ ra một cái loại nước nào đó để mà mời khách mời của chúng ta nha. Vâng ạ. Chị Thủy ơi, chị biết gì không? Những người đẹp thường uống những đồ đẹp. Em dành riêng chị để có ở đây. Nước cocktail hoa quả. Ui, món này em thích này. Đựng trong một cái vỏ của trái cam phải không ta? Dạ vâng. Ôi khéo quá. Lạ là em làm hay là ai làm? Không, em mê anh kia. À, em cảm ơn anh, nước rất là đẹp ạ. Em thử nhé. Ôi cảm giác này, cảm giác được trở về cách đây chắc cũng phải gần 10 năm, hơn 10 năm rồi ạ. 10 năm hả? Em có một cái kỷ niệm là ngày đó em là sinh viên, ngây ngô lắm, cùng 19 tuổi thôi. Có một cái dịp được đi biển mà là công tác, sau đó được vào trong một cái quầy bar của cái khách sạn đó và các anh chị có gọi cái thức uống này. Và em cảm thấy một cảm giác rất lạ, nó không phải thuần là ngọt thì ngọt hẳn mà thức uống mà sốc nổi thì hẳn, mà đây là kết hợp hòa quyện với nhau được, thế mới hay anh ạ. Xong đằng trước thì lại vãi biển nữa. Xong rồi em ấy chiều thật quá, đúng không? Chiều quá, lúc đó chắc ai kêu em hát không cắt xê đi, 50 bài em hát luôn. Cái loại nước uống bắt đầu có cocktail thì nó có chút độ cồn nhẹ nhẹ. Chính xác. Cho nên đã bị hưng phấn. Anh Hùng ơi, cái ly này có gì đặc biệt không ạ? Khi mình thưởng thức thì bạn thấy cái mùi của cam chanh kết hợp với nhau. Tiếp theo đến dứa thì hợp với dừa. Khi mà học việc pha chế có bộ mùi là dứa dừa rất hợp nhau. Dạ. Ngoài ra thêm một chút cái dòng rượu rum ở trong đó của Cuba và Jamaica, hai quốc gia có tiếng về rượu rum và mía đường. Vừa tốt cho việc tiêu hóa, đồng thời cũng có tác dụng làm đẹp với chị em. Mình đã thích rồi, và nay em được nghe qua anh giới thiệu thì em chắc chắn đây là món tủ của em luôn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đây là một cái loại mà pha trộn rất là nhiều loại trái cây. Và ở Thủy thì có một cái năng khiếu rất là đặc biệt, có nghĩa là mình có khả năng có rất là nhiều cái màu giọng khác nhau trong một cái ly cocktail. Cho nên là cái ly cocktail hoa quả này nó cũng là một phần như thế. Em thử miếng nữa nhé. Cứ uống hết đi. Ngon tuyệt quý vị ạ, rất là ngon. Đầu bếp ở đây xuất sắc. Cảm ơn Thủy, rồi cảm ơn Huyền. Rồi mời Bắc. Vâng ạ. Nhìn rất dứa đúng không? Nhìn rất dứa luôn. Nhưng mà nó phải mỗi tết ăn nữa. Nó không phải mỗi tết ăn nữa. Vậy là gì Bắc? Để mà nói thì rằng là Thủy thì ngày xưa đã từ bé đã rất hay xa nhà đúng không? Dạ vâng, xa bố mẹ vâng. Đúng rồi, thì mẹ Thủy hay gọi điện và bảo rằng con ơi, con đừng uống những cái thước gì mà nó cay nồng quá say xưa. Con cứ hay đi mua quả dừa. Dạ. Mua dừa để cái uống. Cái này sao anh biết hay vậy? Nghiên cứu hết rồi. Quá. Đúng không? Tức là cái này nó cũng là một cái ký ức nhắc về một cái kỷ niệm. Chính rất xác là đẹp. Thôi ông ơi, ông bớt xạo lại. Coi đi cho phải em của em. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Đúng ạ. Đây chính là nước dừa tự nhiên. Đúng. Lúc nguyên đầu chất. Anh đặt vào đây em lại tưởng là nước dừa dứa. Thì mình đã nói là nhìn rất dừa nhưng mà nỏ phải mốt. Xin mời anh có thể chia sẻ một chút vì sao lại chọn cái ly dừa dứa này ? Ở Bến Tre đất dừa mà, thì mọi người thường chỉ nhắc đến dừa xiêm Bến Tre thôi. Nhưng thực ra trong đó có những loại dừa ngon hơn cả dừa xiêm ạ. Tức là dứa dừa. Cái điều đặc biệt của cái ly dừa dứa này là phải uống nguyên chất, có nghĩa là không bỏ đá.
thì nếu chúng ta mới cảm nhận được cái vị đó, còn nếu mà bỏ lạnh vô một cái là nó mất đi cái vị đó luôn. Thật ra thì cảm ơn anh Hùng, cảm ơn Bắc, cảm ơn Huyền. Dạ. Đến bây giờ thì Thủy đã đi theo con đường âm nhạc này được bao nhiêu năm rồi em? Em nghĩ là từ bắt đầu từ Việt Nam Idol ạ. Đến bây giờ chắc cũng phải ngót nghét 10 năm. Nếu vậy thì em có sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật không? Hồi bé thì với văn hóa truyền thống nhà em thì cũng không ai nghĩ là sẽ có một người theo về nghệ thuật. Bởi vì nhà em là làm nông. Thế thì cái ngày mà em bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh để thi cái chương trình Việt Nam Idol á, thì trong đầu em suy nghĩ gì? Và em có nghĩ là mình sẽ vào sâu trong chung kết không? Em không hề nhá. Không hề bao giờ thì dám nghĩ là mình có thể vào được đến chung kết và thành quán quân đâu ạ. Em chỉ nghĩ là mình không thử sức thì không bao giờ mình biết được là mình có thể bước đi đến đâu. Cho đến hiện giờ thì trong cái hành trình âm nhạc của Thủy thì em đã sở hữu hai cái chức quán quân rất là ấn tượng. Một là của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam và hai là của cuộc thi Gương Mặt Thân Quen. Mặc dù đạt khá là nhiều cái giải thưởng. Dạ. Nhưng cái này là quan điểm của anh. Không, anh lại không ạ, thấy có một ca khúc hit nào trong sự nghiệp của em cả. Đó mới là một cái mà em vẫn đau đáu đi tìm kiếm. Cái này thì không phải em đâu mà rất nhiều các nghệ sĩ, ca sĩ, mà không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Nhưng mà em thì em không vì như thế mà em cảm thấy là mình chán nản hay là mình bỏ từ bỏ. Bởi vì đối với mình được lên sân khấu ngày nào cũng là hạnh phúc của cái ngày đó rồi. Vẫn còn được tham gia các chương trình và mọi người vẫn nhắc đến mình, đó cũng là một thành công rất lớn với bản thân của em rồi. Có một cái thử thách dành cho Thủy ngay dạ. tại trường quay ngày hôm nay. Đó là em sẽ thể hiện ba cái giọng hát mà có thể là em chưa từng thể hiện trong chương trình Gương Mặt Thân Quen, hoặc ba giọng hát mà nó phải đình đám, rất là khó thể hiện. Chị Thanh Lam nè, chị Mỹ Linh và chị Thu Minh. Ba giọng này rất là khó. Rất là khó. Không thể và có thể điệp khúc nhỉ? Em thử nhá. Vâng, chị Lam đang sẽ. Vô. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Nhìn thấy rất là rõ cái cách của chị Thanh Lam, có nghĩa là hát rất là thoải mái tự do. Dạ đúng rồi. Và cái giọng của chị sẽ rất vang, là vang và vang rất gì? Là ngân. Rồi cảm ơn em. Chị Lam vừa nhắn tin bảo là tới luôn đi em. Ôi. Giờ chị Lam bảo kêu là qua chị Linh kìa. Đi vào Mỹ Linh thì mình hát cái gì vui vui hơn xíu ha. Tóc ngắn đi. Ok. Tóc ngắn à. Tóc ngắn mất bồ câu rất hiền. Tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi. Có gì em tóc dài, em muốn nó giống như bao nhiêu người. Hay quá. Mà giống nhất là cái miệng đó. Cái miệng của em giống chị Mỹ Linh dễ đặc sợ. Đặc trưng là khẩu hình khuôn miệng rất là tròn trịa, tròn vành đó. Chị Linh nhắn tin rồi. Hay lắm. Qua chị Minh đi em. Ôi chị trời Linh. Ơi, Thu Minh thì rất là sexy. Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Khi em từ đâu về đây vừa hay lòng ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong em đấy mà. Oh oh la la, tóc nghe sex lady. Chị Thu Minh ơi. Chị Thu Minh là lúc nào? Chị Minh ơi. Đó, trời ơi. Mà khó lắm anh. Em có làm thống kê là em có thể giả giọng của bao nhiêu ca sĩ không? Thực ra em thì
em bị một cái là giọng của mình nó khá là mảnh. Cái cách hát thì em tin là em có thể nắm được hết. Em có thể phân tích được là họ đặt thanh quản hay họ hát làm sao để ra được như vậy. Nhưng mà cái giọng của mình thì nó đang hơi mảnh một chút. Mà tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng thì giọng của họ lại rất là dày. Nó rất là có màu sắc riêng. Cho nên cái thiệt thòi một cái là giọng mình nó hơi mảnh. Chứ nếu không thì em cũng không thể biết được cái số lượng em có thể giả được tới đâu. Còn hiện tại thì đa phần sẽ nghiêng về những nghệ sĩ mà màu giọng tương đối giống giống em một chút. Thì em sẽ dễ giả hơn. Như vậy thì trong số những màu giọng đó thì màu giọng nào là khó nhất? Càng dày càng khàn thì càng khó ạ. Thế chắc là Phương Thanh nữa. Chính xác ạ, chị Phương Thanh ấy. Mình hát được, mình biết được cái cách hát nhưng mà không thể ra được cái màu giọng đặc biệt như thế. Thế thì sau khi mà bước ra từ cuộc thi Gương Mặt Thân Quen thì chồng vía là anh thấy cũng đắc show đúng không? Em thi Gương Mặt Thân Quen xong thì anh biết cái sự kiện gì nổi tiếng xảy đến không? Covid à? Ờ đúng rồi anh. Trời ơi, em không dám làm gì hết. Mà show chậu thì cũng có đâu. Thế là lại bẵng mất 2 năm như thế thì em đẻ luôn đứa thứ hai. Có vẻ như là sau cái thời gian khá là ổn định về gia đình thì bây giờ đã lúc mà Nhật Thủy phải có những cái chiến lược và kế hoạch riêng để xây dựng thương hiệu của mình một cách rõ nét hơn đúng không em? Ở cái độ tuổi này thì mọi việc nó làm của mình nó sẽ có một cái sự gọi là tính toán và nó hơi chững lại. Và đôi khi em phải suy nghĩ nên thực sự là mình có thực sự hiệu quả khi mà mình dám thử thách và dám đầu tư không. Và nếu mà mình đầu tư như vậy ra và nó không được kết quả thì cũng không được. Thành ra là em sẽ phải tính toán một chút. Chắc là tuổi trẻ của mình nó cũng đã hơi vụt qua mất rồi. Tương lai sẽ vẫn là một Nhật Thủy sẽ hát về thiên về cảm xúc nhiều hơn. Thì cũng rất mong là mọi người vẫn yêu thương và vẫn còn ủng hộ thì Nhật Thủy sẽ vẫn tiếp tục. Bây giờ chúng ta tạm khép lại cái phần check in ngày hôm nay để đến với phần tiếp theo nha. Thưa quý vị, đó là câu chuyện của Nhật Thủy, quán quân của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam và Gương Mặt Thân Quen. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo, đó là món quà bất ngờ của chương trình Khách Sạn 5 Sao.